Đi lang thang thì gặp cái hình này buồn cười quá đi. Ai mà vẽ ghép cái này hay ghê á, nhìn thật là mắc cười á cả nhà. Bốn thanh niên đẹp trai nhất thế giới. Lâu lâu á, trên cái đường đi hồi nãy trên cái tàu lửa đó cũng có những người la quá trời luôn, có một cô la quá trời, giờ gặp một ông nó không biết là bị bệnh hay là hút thuốc nhiều nữa, nên mình không rành với cái vụ đó. Nhưng mà lâu lắm rồi không có gọi là không có tiếp xúc với những cái tiếng ồn như vậy, cho nên nghe hơi sợ đó cả nhà. Cưng chưa, cưng chưa? Những bông hoa còn sót lại trong mùa đông, không phải là sót lại mà nở vào mùa đông. Nếu mình đi vào mùa xuân thì chắc đẹp lắm cả nhà. Ở bên này có nghệ sĩ đường phố. Đây là những tác phẩm họ vẽ bằng cái kỹ thuật gì Linh không có biết, tại vì không có hỏi. Con chó cho mình xe cưng không? Xe mình đi mình lo quay không, xe bus phía sau mình tới. Wow, tụi nó làm gì mà tụi nó giỡn dữ. Nghe rộn ràng có một góc phố. Cái khu này Linh đi vòng vòng nãy giờ nha, Linh thấy người nhà cửa thực phẩm và người Đông Âu xuất hiện rất là nhiều. Linh nghĩ bên Linh người nhập cư là đã nhiều lắm rồi, mà Linh không nghĩ là bên đây là nhiều hơn như vậy. Con chó hồi nãy mình gặp nó ngồi trên xe, bây giờ chủ nó ngừng rồi, cho nó đi xuống xe rồi.
Linh cầm cái điện thoại mỏi tay luôn á cả nhà. Và cái vai Linh đeo cái ba lô á, mỏi tay mỏi chân mỏi mỏi cả người. Linh nghe tiếng máy bay mà Linh không thấy tại vì mây dày đặc quá. Nè cả nhà thấy không, xe bên đây họ để cho mình để mình lấy mình chạy vòng vòng thành phố. Nhưng mà Linh thì không có sử dụng cái hệ thống bên này, cho nên Linh không có mướn xe để chạy được. Mà mướn xe để chạy rồi làm sao đi quay cho mọi người xem. Đi bộ vậy nè cho nó gầy. Miễn là được ăn bánh mì thôi. Hên là họ cũng không chịu bán bánh mì cho Linh. Nếu mà họ bán bánh mì cho Linh thì Linh lại mập nữa. Sáng giờ mình đi vòng vòng cái khu này cũng nhiều lắm rồi đó cả nhà. Trước đây Linh có đến thành phố Brussels này rất là nhiều lần, nhưng mà không có đi lang thang nhiều. Tại vì mỗi lần đi qua những cái nước khác thì tụi Linh không biết tại sao lại có khi ghé sân bay ở đây, có khi lại phải ghé xe lửa ở đây, cái dừng lại ăn sáng và đi về Hà Lan thôi. Hoặc là có một hai ngày đó đi vòng vòng, nhưng mà sau đó thì không có đi nữa. Và có một lần đi với mấy đứa con đó, đi cũng vào mùa đông như vậy nè, mà lúc đó lạnh lắm. Linh lúc đó cũng không có thích thời tiết lắm, cho nên rất là bực bội khi mà đi ra ngoài đường. Bây giờ thì tự mình đi cho nên thấy nó và quen, không phải là thích cái mùa đông mà là dần dần thích hợp và quen đi thì chịu đi ra bên ngoài. Ok, nhanh nhanh qua đường. Mỗi nước có một hệ thống xe và cái đường đi nó khác nhau, cho nên mình đi mình không cẩn thận thì mình cũng sợ. Thấy bình yên vào vô cùng hả cả nhà hả? Trời lạnh lạnh, uống rượu nóng, ăn thức ăn nóng nóng và đi dạo như vậy. Thấy đâu có lạnh lắm đâu. Mấy cái cây khô này cũng là một nghệ thuật đấy. Nó rất là hợp với lại cái phong cảnh xung quanh. Mình quay phía sau rồi, bây giờ mình quay phía trước. Sorry. Thank you.
Linh hơi đói rồi cả nhà. Và thấy ở đây họ bán mì của người Nhật. Và nói là tự làm thì Linh thấy bên trong họ tự làm đó. Cho nên Linh vào Linh ăn thử. Linh thấy đầu bếp đang đứng ở đó làm luôn. Giờ vào thử nè. Lộng cộng quá. Không phải cái đường này, mình phải đi đường khác rồi. Bên đây thì mình sẽ đi vào đây. Mọi người thấy coi clip của Linh là biết là Linh là người thích ăn như thế nào rồi hả? Ủa đây cũng phải không phải chỗ vào nữa. Ở chỗ nào ta? Để Linh tìm ha. Linh đã vào quán và ăn cái món này. 13 đồng. Ở đây có bán chả giò Việt Nam, họ để là lumpia này hoặc là nem nè, thấy không, nem của Việt Nam. Mình hỏi thôi coi người ta có cho quay phim không. Can I make movie? Yeah. Thank you. Đây là món mì thịt vịt mà Linh chuẩn bị ăn. Quả cái tô để cho hết cái mặt. Sao mì đây cái tô có giá nhưng mà ít giá hơn là mấy cái loại mì của Việt Nam mình. Ngon ơi là ngon luôn, ngon lắm. Thật sự là rất là ngon. Thank you.